Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Hằng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 174 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Chuyện được phát duy nhất trên hai kênh Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Hằng Ngọc. Tất cả các phiên bản khác đều là hành vi ăn cắp bản quyền của kênh. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 174 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ Diệp Húc luyện hóa một luồng đạo văn ba thần tổ đã khiến tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục, thậm chí lại còn tinh tiến, vừa mới nhảy vào cảnh giới vô hoàng tam phẩm. Trong cơ thể của hắn, đạo văn đạo ngân phát ra càng ngày càng tráng kiện, thậm chí ngay cả cấm văn xây dựng tam thập tam thiên cũng càng ngày càng ngưng kết, ưu việt thật lớn. Hắn hận không thể bắt ba vũ thần tới cướp đoạt luồng phân thân ba thần tổ để luyện hóa hoàn toàn, hoặc là chính mình chạy đến trước mặt ba thần tổ cho vị thần vương nhiều loại ma trùng kia cài vào trong cơ thể mình thêm mấy viên. Tuy nhiên cái loại chuyện này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút và thôi, đừng nói là thần vương, giờ phút này cho dù là hắn đụng tới vu tổ cũng không có nửa phần đường sống. Tam thập tam thiên sớm đã hủy diệt, muốn đem tam thập tam thiên đạo văn đạo ngân mà luyện thành cơ hồ là không có khả năng. Tuy nhiên giờ đây thiên giới đều là do các mảnh vỡ mảnh nhỏ của viễn cổ thiên giới ghép lại mà thành, trong đó sinh ra linh mạch tích chứa đạo văn đạo ngân của tam thập tam thiên. Hấp thu tam thanh linh mạch là có thể có được đại đạo tam thập tam thiên hoàn thiện rồi. Ngày nay, kiến thức của Diệp Húc đã tăng trưởng, đối với thiên giới nhận thức càng ngày càng sâu. Đám vô tổ thần vương này bởi vì hấp thu thiên giới tam thanh linh mạch cho nên bên trong chính mình ngưng tụ thành đạo văn đạo ngân, bao hàm tam thập tam thiên đạo văn đạo ngân, bởi vậy luyện hóa ma chủng ba thần tổ gieo xuống đối với chính mình có ích lợi rất lớn. Nếu là có thể luyện hóa thần vương, chỉ sợ tam thập tam thiên của hắn cho dù không viên mãn cũng sẽ đạt tới thành tựu cực kỳ cao, trực tiếp đột phá đến trình độ vu tổ. Phong Tùy Vân nhìn hắn trong một thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn đã sinh long hoạt hổ, thậm chí luyện hóa ma chủng của ba thần tổ, tu vi tiến nhanh vượt bậc, làm cho y phải kinh sợ trong lòng. Thực lực tu vi của Diệp Húc không hẳn quá cao so với y, thế nhưng y vẫn nhìn ra tiền đồ của Diệp Húc tuyệt đối sẽ huy hoàng hơn rất nhiều so với mình. Chẳng lẽ tạo hóa thần vương coi trọng hắn, tính toán thu hắn làm đồ đệ, tái tạo một vị thần vương mới hay sao? Phong Thủy Vân càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Phong huynh, ngươi trở về bẩm báo với tạo hóa môn chủ, nếu có thời gian ta nhất định sẽ đi tạo hóa môn gặp tạo hóa thần vương một lần, hôm nay chúng ta tạm thời hãy từ biệt ở đây vậy. Diệp Húc đứng dậy, liếc mắt nhìn Phong Thủy Vân một cái, hơi hơi chắp tay rồi lập tức rời đi. Phong Thủy Vân do dự một lát, nhắm mắt đi theo sau, đuổi kịp hắn, cười nói: mẫu thần của ta hạ lệnh cho ta mời huynh đi tạo hóa môn, nếu huynh không đi thì ta không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không may huynh bị những người khác đánh chết, nhiệm vụ của ta chẳng những là thất bại hoàn toàn rồi hay sao? Bởi vậy, nếu như huynh nói không đi, huynh đi tới chỗ nào ta cũng chỉ có thể cùng đi tới đó với huynh, đến khi nào huynh đi mới thôi. Diệp Phúc nhíu mày, mục đích lần này của hắn là vì tìm được các mảnh nhỏ thế giới ở bên trong tiểu nguyên giới. Nếu để cho Phong Thủy Vân đi theo, hắn sẽ khó bảo đảm được bí mật không bị Phong Thủy Vân phát hiện. Tuy nhiên, nếu như Phong Thủy Vân không ra tay đánh cho thiên thần bị thương, tình thế của hắn sẽ thật sự là nguy cấp, rất khó chạy thoát từ trong tay của thiên thần tử. Bởi vậy, đối với hắn mà nói, Phong Thủy Vân có đại ân, hắn cũng không nên trở mặt làm cho người này phải đi theo. Diệp huynh, tu vi của huynh chỉ là vô hoàng, nhưng có thể đánh chết Xích Nguyên Ma Tôn trong Bát Đại Ma Tôn, tuy nói là mượn lực lượng tạo hóa môn, thế nhưng thật sự là được vô cùng. Phong Thủy Vân lại nhài nói: nhưng là đã mấy tháng qua đi rồi, thực lực của huynh lại có tinh tiến, thậm chí có thể lật đổ ba vũ thần. Phải biết rằng ở bên trong nhiều chư thần, ba vũ thần tuy rằng không phải là cường giả đầu tiên xếp thứ nhất, thế nhưng cũng không phải là kẻ yếu. Thực lực của huynh tăng cường mạnh mẽ, thật sự là làm cho người ta phải trố mắt mà. Mặc dù là chư thiên thần vương lúc còn trẻ
cũng chưa chắc có thể có được chiến tích như huynh đâu. Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên phát hiện trong lời nói của Phong Thủy Vân thật sự có chút thần kỳ rất hiếm có. Đang lúc miệng lại nhải không ngừng, đột nhiên thần sắc của y lại nghiêm chỉnh, nghiêm mặt nói: Diệp huynh, huynh có biết Thiên Hậu là hạng người gì không? Diệp Húc trong lòng dùng mình, chậm rãi lắc đầu nói: Ta không biết, xin hỏi Phong huynh, Thiên Hậu đến được cùng là hạng người gì vậy? Ta cũng không biết. Phong Thủy Vân thực đáng đánh đòn, tiếp tục thêm một câu, hắn cười nói: Cái cấp độ của Thiên Hậu kia, thậm chí ngay cả Thần Vương đều phải nghiền ngẫm dụng ý của bà ta, để nhìn ra gốc rễ của bà ta cũng không dễ dàng gì. Ta làm sao có thể biết được chứ? Nếu là đã biết, ta đã không hỏi huynh rồi. Diệp Húc hận không thể đạp ngã tên nhãi này, đánh cho nó một trận thật đau. Diệp huynh, huynh nói nếu hai chúng ta liên thủ, liệu có khả năng xử lý được hết tất cả các thần tử khác không đây? Mẫu thân của ta để cho ta gia nhập Ngọc Hư Cung, giám thị nhất cử nhất động của Thiên Hậu. Nếu giết chết các thần tử khác, chúng ta gia nhập Ngọc Hư Cung, quả thực là sự tình chắc như đinh đóng cột rồi. Phong Thủy Vân ánh mắt chớp động đề nghị: Chỉ sợ là không được. Thế nhưng y lập tức lại phủ định đề nghị của mình, lắc đầu nói: Các thần tử này thực lực không kém, nếu là Diệp huynh có thể phát huy ra một ít uy lực thì còn có thể. Tuy nhiên, kiểu uy lực của Diệp huynh quá mạnh mẽ, tiêu hao quá lớn, không thể có nhiều linh mạch đến như vậy để tạo điều kiện cho huynh tiêu xài. Hơn nữa, đám người thiên thần tử phó tê lai trong cơ thể vị tất không có một luồng thần vương phân thân bảo hộ bọn họ chứ. Diệp Húc ừ một tiếng, đột nhiên thấy tiểu nguyên giới chấn động giống như động đất bình thường, nhiều thánh sơn ầm ầm đổ sập, không biết bao nhiêu viễn cổ cự thú hốt hoảng từ trong núi chạy ra. Thần sắc thì sợ hãi, giống như ngày tận thế sắp đến vậy. Xa xa truyền đến một tiếng gầm rú nặng nề, chỉ nghe ào ào, rào rào, tiếng nổ lớn truyền đến. Mặt đất đột nhiên vỡ ra, từng đường xiềng xích màu đen vô cùng thô to ở dưới nền đất bật lên. Chỉ thấy 8 con bò thanh đồng cực lớn, hình thể to như trái núi, cái cổ bị khóa sắt khóa lại, trong miệng phát ra tiếng giống to nặng nề, hướng về bốn phương tám hướng ra sức kéo động khóa sắt. Con bò thanh đồng này rất lớn, nó không phải là sinh linh mà là bảo vật do luyện chế mà thành, thế nhưng lại giống như sinh linh bình thường, có thể tự chủ mà hành động. Ao ao, chiếc khóa sắt từ dưới nền đất tiểu nguyên giới tuôn ra. Những chiếc khóa sắt này không hiểu đang khóa cái gì mà nay bị 8 con thanh đồng cự thú lôi lên từ dưới nền đất. Rầm một tiếng, đại địa thoát phá, khóa sắt thẳng băng, chỉ thấy một vòng mặt trời chói chang đột nhiên từ chỗ vỡ ra của đại địa bay thẳng lên trời. Trong vòng mặt trời chói chang xuất hiện một tòa thần cung sáng lạn và hoa mỹ, đem 8 chiếc khóa sắt và cả 8 đầu cự thú kéo lên cùng nhau bay lên giữa không trung. Con bò lớn thanh đồng cao giọng gầm rú, theo khóa sắt rơi vào trong cung điện, bị buộc ở 8 cái cột, rất là sống động. Ồ, con bò thật mạnh khỏe. Phong Thủy Vân nhìn tòa cung điện kia, lải nhải mà nói: Diệp huynh, huynh nói... Cầm miệng. Diệp Húc đang đánh giá tòa cung điện kia, hung ác nói: Ta biết rồi. Phong Thủy Vân ngoan ngoãn câm miệng, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, ảo não vạn phần. Ta vì sao phải nghe hắn chứ? À đúng rồi, mẫu thân của ta thường xuyên dân dạy ta như vậy, làm hại ta theo thói quen nói biết rồi. Lần trước gặp Vương Phi đang tán gẫu thật là vui thì Vương Phi cũng nói một câu như vậy. Thật sự là nhạc cao ít người hóa, chi âm khó kiếm mà. Lần sau ta gặp được Tạo Hóa Thần Vương cùng y nói chuyện, nói không chừng Thần Vương cao nhã thất tục hơn rất nhiều. Tòa cung điện này chính là từ vô số thần văn phức tạp xây dựng mà thành, hẳn là thần vương dùng thần văn của tự thân mình luyện chế thần cung rồi. Chẳng lẽ nói chủ nhân của tiểu nguyên giới luyện chế tòa thần cung này dùng để chứa đựng của cải của mình hay sao? Diệp Phúc ánh mắt lóe ra, từ xa nhìn lại chỉ cảm thấy xây dựng cung điện đủ loại đạo lý huyền ảo rất quen mắt, trong lòng không hiểu sao cảm giác thấy nao nao. Thần văn không giống với đạo văn, so với đạo văn thần văn cao đẳng hơn nhiều. Đó là thần vương nắm trong tay thiên địa đại đạo, đạt tới ngưng tụ mà thành văn lý. Đây là thành tựu tối cao của thần vương. Thần tổ nhốt đánh vào trong cơ thể ba vũ thần là những đường đạo văn. Nếu đổi lại là thần văn, Diệp Phúc sẽ không đủ năng lực mà làm thương tổn được đạo phân thân này của ba thần tổ. Ngược lại sẽ bị một kích của ba thần tổ gạt bỏ. Cho dù có là vô tổ xem những thần văn này thì cũng cảm thấy giống như xem thiên thư vậy, thâm ảo khó hiểu. Vì sao ta lại cảm thấy nhìn quen mắt, giống như có thể từ thần môn nhìn vào bên trong thần văn, lĩnh ngộ ra đạo lý gì xuất ra từ đó vậy? Diệp Húc cảm giác thấy hiếu kỳ, hơn nữa hắn cảm giác được hơi thở của cốc rễ thế giới, đúng là từ trong tòa cung điện này mà truyền đến. Phong Tùy Vân lên tiếng nói:
Tòa cung điện này tất nhiên là bảo vật của chủ nhân tiểu nguyên giới luyện chế, thậm chí vượt xa tổ binh kìa. Chẳng biết tại sao 12 vu tổ của Ngọc Cư Cung lại cho chúng ta tiến vào bên trong tiểu nguyên giới. Chẳng lẽ bọn họ không sợ chúng ta lấy đi tòa cung điện này hay sao? Đi, chúng ta đi xem. Diệp Phúc đi trước một bước, bay về phía tòa cung điện này. Phong Thủy Vân liền vội vàng đuổi cho kịp. Wow! Chỗ cung điện sừng sững, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Chỉ thấy một con cự thú đần độn ngửa mặt lên trời và rít gào, đi nhanh về phía tòa cung điện kia. Con cự thú này tên là Hồn Thiên, hình thái như là người, thân người, đầu thú. Cộng dài 11 viên đầu lâu, phía dưới 7 viên, mặt trên trung gian 3 viên, mặt trên 1 viên. Chiều dài của nó hơn 30 cánh tay, bốn phương tám hướng vẫy động, ở trên bầu trời bung ra đập vào mắt người ta từng đạo hoa văn kinh người. Con cự thú Hồn Thiên này cơ hồ giống như một tòa thánh sơn di động, đi nhanh đến, huyết khí tràn đầy tới cực điểm, khí huyết xông lên trời, nhuộm vòng trời thành một mảnh màu đỏ. Nó là một con cự thú có thể so với cự thú cảnh giới đỉnh thánh hoàng, cường hãn vô cùng, vượt xa Diệp Húc và Phong Thủy Vân. Hai người đã là cường giả như vậy, thế nhưng nó lại còn cường đại hơn. Đong một tiếng, tám chân của nó mở ra, một cước đạp ở phía trên hư không, giống như dẫm lên phía trên tấm da trâu bịt mặt trống, thanh âm đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, lại có một con viễn cổ cự thú đi nhanh ra, cũng là đầu voi thân người, dài bằng 8 cái đầu voi, mũi voi vung vẩy, bước dài mà xông đến. Ở một nơi khác, cũng có các viễn cổ cự thú lao ra, đột nhiên xuất hiện ở chỗ tòa cung điện, tựa hồ như trong cung điện có bảo vật hấp dẫn chúng vậy. Những cự thú này đều là một trong những bá chủ của tiểu nguyên giới. Cơ hồ mỗi con đều là tiếp cận cấp bậc đỉnh thánh hoàng, tiếp cận cấp bậc vu tổ, thực lực khủng bố vô cùng. Những cự thú khác ở cấp bậc thánh hoàng căn bản không dám tiến lên. Mà vào lúc này, trong tiểu nguyên giới, các cao thủ khác cũng bị kinh động, từng đám chạy tới. Trong giây lát, có tới 400-500 người đến nơi đây, giật mình nhìn tòa thần cung to lớn này. Thần Dương Cung, tòa cung điện này làm sao có thể là Thần Dương Cung được? Một gã đỉnh vô hoàng thất thanh kêu lên. Thần Dương Cung rõ ràng còn tại Dương Thiên Thần Giới, do Đại Nhật Thần Vương ta thống soái, làm sao có thể xuất hiện ở trong này được? Diệp Húc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tòa cung điện này treo tấm biển xác thực viết ba chữ thật to: Thần Dương Cung. Lúc trước hắn chỉ chú ý đến thần văn xây dựng nên thần cung mà không chú ý đến điểm này. Đúng là Thần Dương Cung, so sánh với Thần Dương Cung ở Dương Thiên Thần Giới quả thực giống nhau như đúc vậy, thậm chí lại còn rất cổ lão xa xưa. Nếu tòa Thần Dương Cung này là thật sự thì chẳng lẽ Đại Nhật Thần Vương Thần Dương Cung lại là giả hay sao? Đừng có làm ồn, Đại Nhật Thần Vương Thần Dương Cung làm sao có thể là giả được, nhất định là chủ nhân Ngọc Hư Cung phỏng theo Thần Dương Cung luyện chế ra một kiện này rồi. Diệp Húc nhìn mặt trời chói chang ở trong tòa Thần Dương Cung này, trong lòng cũng cực kỳ rung động. Tòa Thần Dương Cung này so với tòa Thần Dương Cung Ngọc Lâu tầng thứ 5 của ta chứng kiến quả thực là giống hệt nhau mà. Diệp huynh, nếu Thần Dương Cung Đại Nhật Thần Vương là giả, vậy thì vui mừng lớn rồi. Tật xấu lại nhải của Phong Thủy Vân lại tái phát, gã thấp giọng nói. Ý nghĩa của Thần Dương Cung không chỉ là một tòa cung điện đơn thuần đâu. Ở thời kỳ Hạo Thiên Đại Đế thống trị, kiến tạo một mảnh thiên cung, trong đó Thần Dương Cung là nơi Hạo Thiên Đại Đế tụ tập dương thời tiết vận, thống ngự thiên hạ, triệu kiến chư thiên thần vương đế quân. Tuy còn có nhiều tòa thiên cung kiến trúc khác, thế nhưng không thể tôn quý như tòa Thần Dương Cung này. Nếu như Đại Nhật Thần Vương bị mất Thần Dương Cung, cũng giống như bị mất đi chính thống, sẽ gây ra không biết bao nhiêu nhiễu loạn kìa. Diệp Húc gật đầu, hiếm khi đồng ý với nhận định của y. Thần Dương Cung ý nghĩa phi phàm, không chỉ là Hạo Thiên Đại Đế luyện chế ra một tòa thần cung, đồng thời còn là chỗ tụ tập số mệnh Dương Thiên Thần Giới, nơi xử lý triều chính, cũng là tượng trưng cho quyền lực thống cao, thống trị tối cao của Dương Thiên Thần Giới. Sau khi Hạo Thiên ngã xuống, tòa Thần Dương Cung này lưu lại ở Dương Thiên Thần Giới. Người thống trị các triều đại Dương Thiên Thần Giới đều ở trong tòa cung điện này, thậm chí bao gồm cả đương kim Đại Nhật Thần Vương. Nếu là Thần Dương Cung của Đại Nhật Thần Vương là giả, tất sẽ mang đến cho Dương Thiên Thần Giới thay đổi thật lớn, ý nghĩa thần quyền của Đại Nhật Thần Vương sẽ bị suy sụp. Các thần vương khác có thể sẽ không phục tùng sự thống trị này. Nếu là một vị thần vương có được Thần Dương Cung thực sự, là có thể trở thành Dương Thiên Thần Giới chính thống, thống trị Dương Thiên. Không nói đến quyền thống trị, chỉ cần món bảo vật Thần Dương Cung này, đó là cấp bậc thần vương đế quân, đó chính là vũ bảo. Tim của Diệp Húc đập thình thịch. Tuy nhiên, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi. Phong Thủy Vân thở dài, tiếc hận nói.
Cho dù là vu tổ có đến đây, dễ thấy cũng không có cách nào mà thua tòa Thần Dương Cung này được. 12 vu tổ Ngọc Cư Cung hào phóng đến như vậy, đã cho chúng ta tiến vào trong tiểu nguyên giới. Chỉ sợ cũng là dự đoán được không ai có thể lấy đi bảo vật thực sự nơi này. So sánh với tòa Thần Dương Cung trước mắt này, những cái khác như là tiên linh chi mạch, thái thanh linh mạch, thần liệu kim tinh, các loại bảo vật, hết thảy đều không đáng là gì cả. Đáng tiếc là trước mặt tòa thần cung này, cho dù không phải Thần Dương Cung thực sự, cũng không phải là vô hoàng, thánh hoàng như chúng ta có khả năng thu về mà tế luyện. Tòa thần cung này chính là từ vô số thần văn thêm vào thần liệu xây dựng mà thành, vượt qua tri thức của vu tổ. Đừng nói là bọn họ, cho dù là 12 vu tổ đi tới trước mặt tòa thần cung này cũng chỉ có mắt lớn mắt nhỏ mà nhìn nhau mà không làm được gì kìa. Phong Thủy Vân tiếp tục lải nhải, Diệp Húc xa xa nhìn về phía mặt trời trong tòa thần cung này. Giữa lúc hoảng hốt, tựa hồ như nhìn thấy một vị thần vương áo trắng cùng nhiều cường giả ngẩng mặt đi đến, ghé vào lỗ tai của hắn mà nói những lời vô nghĩa. Hắn chưa từng nhìn thấy Thần Dương Cung của Đại Nhật Thần Vương, cũng không biết tòa Thần Dương Cung trước mắt này với tòa Đại Nhật Thần Vương kia đến tột cùng thì cái nào thực, cái nào giả. Tuy nhiên, hắn có thể khẳng định tòa Thần Dương Cung trước mắt này cùng với Thần Dương Cung trong tầng thứ 5 Ngọc Lâu của hắn chỉ sợ có liên hệ rất lớn. Thần Dương Cung trong Ngọc Lâu của hắn là một mảnh thiên cung mênh mông vô ngần, thực sự không phải là thực thể chân chính mà chỉ là huyễn cảnh, còn tòa Thần Dương Cung trước mắt này lại là tồn tại thực sự. Tòa Đại Nhật Thần Dương Cung này ta nhất định phải nắm ở trong tay, ai dám giành giật với ta, ta liền giết người đó. Diệp Phúc quanh thân đột nhiên toát ra một cỗ sát khí thảm thiết, sát khí nặng nề, thậm chí ngay cả Phong Thủy Vân cũng không khỏi dùng mình một cái. Đại Nhật Thần Dương Cung xuất thổ dẫn đến phát sinh xôn xao thật lớn, cơ hồ tất cả các thần tử đều đến trong tiểu nguyên giới, vu hoàng hết thảy đều chạy đến đây, thậm chí từng đám viễn cổ cự thú đã tu luyện đến đỉnh thánh hoàng cũng bị kinh động mà kéo đến. Đám viễn cổ cự thú này hình thể to lớn, tu vi mạnh mẽ, hơn nữa sống ở tiểu nguyên giới, đối với tòa thần cung này cũng không xa lạ gì, hẳn là đã gặp qua không chỉ một lần. Tình hình thần cung xuất thổ ở bên trong thần cung chắc chắn có bảo vật cực kỳ hữu ích đối với chúng, bởi vậy những cự thú này dẫn đầu phóng về hướng Đại Nhật Thần Dương Cung. Con hồn thiên cự thú kia ở một khoảng cách gần đi trước một bước vào bên trong mặt trời, chỉ thấy mặt trời chớp lên, con cự thú này là con đầu tiên tiến vào Đại Nhật Thuần Dương Cung. Lập tức đám thú mê mẩn cùng các cự thú khác cũng vọt tới vòng mặt trời này. Các vô hoàng khác và các thần tử xôn xao một trận. Lúc này có hơn 10 người phóng lên cao khống chế cấm bảo gào thét bay về hướng Thuần Dương Cung. Đám thú này mê mẩn giống giận, mũi voi đột nhiên vung vẩy, chỉ nghe thình thịch oanh oanh tiếng nổ truyền đến. Hơn 10 vị vô hoàng hết thảy bị nó một mũi đập bật lên cao, nổ bung, máu thịt bắn ra, chết oan chết uổng. Vu Hoàng có thể sống đến hiện tại, thực lực của mỗi một người đều không phải là chuyện đùa, tất cả đều là nhân vật đỉnh Vu Hoàng. Thế nhưng ở trước mặt những cự thú này, quả thực là yếu đến không chịu nổi được một kích. Con thú mê mẩn kia mũi voi khẽ hấp, đem vô cùng vô tận Thái Dương chân hỏa hút vào trong bụng, đột nhiên phun ra, chỉ thấy hơn 10 văn kiện cấm bảo vô chủ bị thiêu chảy thành nước, nước thép nước đồng ồn ồn kéo ra, lại bị nó há mồm nuốt vào trong bụng, lập tức vặn đầu. 18 con mắt hung tợn quét về phía mọi người. Những người khác thấy thế bất giác do dự không tiến lên nữa. Viễn cổ cự thú cường đại rõ như ban ngày, tuy rằng bọn họ biết rõ tòa Đại Nhật Thuần Dương Cung này có bảo vật, hơn nữa còn là bảo vật khó lường, nhưng lấy mạng đi đổi thì không phải kẻ nào cũng có thể làm được. Vài con viễn cổ cự thú trước sau nhảy vào bên trong Thuần Dương Cung, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người không khỏi thở dài. Lúc này lại có hơn 10 người phóng lên cao bay vào hướng Đại Nhật Thuần Dương Cung. Bọn họ chưa đến gần tòa thần cung này, đột nhiên chỉ thấy ngoài cung Đại Nhật Thuần Dương vô số đạo văn đạo ngân phóng lên cao, hóa thành một con tam túc kim ô. Con tam túc kim ô này há mồm khẽ hấp, đem hơn 10 vị vu hoàng và cả cấm bảo của bọn họ cắn nuốt tất cả, luyện hóa thành tro bụi. Tòa Đại Nhật Thuần Dương Cung này dù là thật hay giả cũng là Thuần Dương Cung của ta, là vật trong bàn tay ta. Ai dám tiến lên một bước tức là cùng Đại Nhật Thần Vương đối nghịch, cùng Lăng Tiêu Thái Tử ta đối nghịch với nhau. 13 thân hình đột nhiên hiện ra tại trước cung Đại Nhật Thuần Dương, chỉ thấy đường đạo văn này hóa thành tam túc kim ô, triển khai hai cánh bay lơ lửng ở phía sau một vị áo vàng trẻ tuổi, ánh mắt lạnh lùng quét tới hướng mọi người. Thần tử của Đại Nhật Thần Vương Lăng Tiêu Thái Tử sao? Trong lòng của mọi người dùng mình, tên hung thần này rõ ràng cũng tới rồi. Diệp huynh, Đại Nhật Thần Vương nắm trong tay Dương Thiên Thần Giới, nghe nói sớm đã tu luyện tới tiếp cận cảnh giới đế quân rồi.
Nếu không phải y lo lắng bị Thương Thiên Đế Tôn đố kỵ, giờ phút này hẳn là đã là đế quân rồi. Mà bây giờ Thương Thiên đã chết, chỉ sợ Đại Nhật Thần Vương đã bắt đầu tọa quan, đánh sâu vào cảnh giới đế quân, thậm chí nói không chừng đã là đế quân rồi ấy chứ. Phong Tùy Vân không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói: Lăng Tiêu Thái Tử là con của y, hùng danh hiển hách, người này tuyệt đối là một thần tử mạnh trong các vị thần tử mạnh trong số tất cả các thần tử của chư thiên thần giới. Y cực kỳ mạnh mẽ, chỉ sợ là y sở hữu nhân vật lợi hại tại đương trường, chúng ta không có khả năng chống lại. Hơn nữa 12 người bên cạnh y cũng không phải là chuyện đùa đâu. Lấy 12 ngôi sao mệnh danh vận hành mà chung quanh mặt trời chói chang, gọi là 12 vệ sĩ đại nhật, cùng sở hữu 12 vị thánh hoàng. Người này xác thực là lợi hại. Diệp Phúc gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, lên tiếng: 12 vệ sĩ đại nhật, thế nhưng đều là thánh hoàng, chỉ là không mạnh mẽ vượt qua y mà thôi, nhưng cũng đều là những nhân vật vô cùng cực kỳ. Thân hình của Lăng Tiêu Thái Tử làm cho người ta có một loại cảm giác là do đạo văn đúc thành vậy. Trên đẳng cấp tiên thiên vô cùng mạnh mẽ, nhìn xuống chúng nhân giống như nhìn xuống một bầy kiến hôi vậy. Y phất đống tay áo, xoay người đi về hướng Đại Nhật Thuần Dương Cung, rồi cười lạnh lên tiếng: Các người cứ giữ tại chỗ này, phàm nào có người dám can đảm tiến từng bước về Lôi Trì, cho dù là có là thần tử cũng cứ giết không cần hỏi. Có ta làm chỗ dựa cho các ngươi, không cần phải lo lắng bất cứ thần vương nào sẽ tính sổ với các ngươi đâu. Hơn 10 vị thánh hoàng Thần Dương Cung ngầm mầm đồng ý, khí thế tận trời. Điện hạ yên tâm, ở trong liệt nhất không ai là đối thủ của Đại Nhật Thần Dương Cung chúng ta đâu. Chúng ta chiếm cứ thiên thời địa lợi, cho dù có là thần tử có đến thì cũng phải nuốt thận mà thu tràng thôi. Tòa Đại Nhật Thần Dương Cung này đối với Thái tử Điện Hạ mà nói cũng là như cá gặp nước. Ta chờ cung chúc Thái tử Điện Hạ được của quý trở về thu tòa thần cung này. Lăng Tiêu Thái tử cười lớn nói: Ta cũng phải nhìn thử xem chủ nhân Ngọc Hư Cung luyện chế Đại Nhật Thuần Dương Cung so với Đại Nhật Thuần Dương Cung phụ hoàng ta hiện đang ở, đến tuyệt cùng là có khác biệt gì, chênh lệch rốt cuộc là chỗ nào. Chủ nhân Ngọc Hư Cung chẳng qua chỉ là một loại ma quỷ, ngay cả đạo tràng cũng bị người đoạt đi, làm sao có thể so sánh cùng với thần vương được chứ. Cái tòa thần cung này tất nhiên là sách tung tóe đến không chịu nổi, thật là khó coi. Ta sẽ chờ ở đây cung chúc Thái tử Điện Hạ dương cờ quyết thắng, đem bảo vật ma quỷ kia cướp sạch không còn. Dưới Thuần Dương Dương Cung, đám người đối mặt nhìn nhau. Lăng Tiêu Thái tử mạnh mẽ như thế, bá đạo như vậy, trực tiếp làm đoạn tuyệt con đường tìm bảo vật của người khác, thậm chí còn không thèm để mắt đến các thần tử khác. Tuy nhiên y xác thực có tiềm lực này. Phụ thân của y là Đại Nhật Thần Vương, chính là thần vương thống trị một đại thiên giới, địa vị cùng cấp với đế quân, huyết thống phía trên cao nhân tiên thiên một bậc. Đại Nhật Thần Vương là tụ tập một đại thiên giới tài phú, Lăng Tiêu Thái tử không mạnh tưởng cũng là khó khăn. Huống chi y lại có 12 vệ sĩ đại nhật luôn ở bên cạnh người, 12 người đẳng cấp thánh hoàng chặn đường, chỉ cần cỗ lực lượng này cũng đủ để chấn áp quân hùng, làm cho tất cả mọi người tại đương trường phải chùn bước. Các thần tử khác có thể nghĩ không sợ một người nào ở trong 12 vệ sĩ đại nhật, thế nhưng đối mặt với nhiều thánh hoàng như vậy vây công, liền có chút không chịu nổi. Mà nếu như thần tử xâm nhập vào trong nội cung, hơn phân nửa sẽ xung đột với những viễn cổ cự thú, thậm chí trực diện với Lăng Tiêu Thái tử. Bọn họ không có bao nhiêu phần thắng, bởi vậy liền do dự không tiến. Diệp Phúc đột nhiên từng bước đi về hướng Đại Nhật Thần Dương Cung. Bản Vương Khai Thiên Thế Giới xuất hiện, mở ra một không gian độc lập, quay thật mạnh chung quanh hắn. Hắn giống như người thống trị duy nhất trong thế giới của chính mình vậy, thẳng lên trời cao, đi vào trong liệt nhật. Phong Tùy Vân ngẩn ngơ, do dự hạ xuống, cắn chặt răng, theo Diệp Phúc đi thẳng về phía trước, thấp giọng nói: Diệp huynh, huynh đã biết lợi hại của Lăng Tiêu Thái tử và 12 vệ sĩ đại nhật, hãy nên tránh một chút đầu gió đi, không nên cùng y xung đột trực tiếp. Ta có trăm ngàn thủ đoạn có thể mê hoặc người khác được, cùng công kích 12 vị đại nhật này, thừa dịp náo loạn mà nhảy vào thần cung. Một đám gà đất chó cảnh mà thôi, làm gì mà phiền toái như vậy. Còn Diệp Phúc đi nhanh về hướng Đại Nhật Thuần Dương Cung, hắn điềm nhiên nói: Trong Thuần Dương Cung có vật ta bắt buộc phải lấy được, ai dám cản ta, ta liền giết người đó. Ai dám giành giật với ta, ta liền giết người đó. Ai dám động thủ với ta liền giết cả nhà của y. Phong Thủy Vân vội vàng đuổi theo hắn, cười nói: Hảo khí, thật sự là hảo khí mà. Cũng thế thôi, sống hay chết ta cũng sẽ cùng huynh xông vào một lần. 12 vệ sĩ đại nhật, 12 vị thánh hoàng che ở phía trước Thuần Dương Cung, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người tiến đến gần.
Tạo hóa môn Phong Tùy Vân chính là con của Vu Tổ, miễn cưỡng có thể được gọi là thần tử. Thế nhưng ở bên trong các thần tử, ngươi chỉ là một thứ bé nhỏ, giết ngươi tựa như giết một con gà, thậm chí còn không cần bẩm báo với Thái tử điện hạ. Một người trong số đó kỳ quái lên tiếng. Phong Tùy Vân cười lạnh, còn chưa kịp nói gì, đột nhiên một trưởng của Diệp Phúc chụp xuống, chỉ thấy thế giới bản vương khai thiên trong 3.000 thế giới bắt đầu lên khởi động, gào thét lao ra. Một đám thế giới giống như thiên lầu, giống như bảo tháp, giống như hồ quang, bạch ngọc bàn, lại có cái giống như lưu ly chuông vàng, giống như viễn cổ Phật tổ, như cột trụ chống trời, các loại thế giới, các loại ấn pháp lung linh lóa mắt, uy lực mênh mông. Tất cả cùng chết đi! Diệp Phúc bùng nổ, uy năng một trưởng tuy rằng không bằng một kích của Vu Hoang Ấn, nhưng thanh thế lại chỉ có hơn chứ không kém, đánh cho cái vòng mặt trời chói chang vây quanh Đại Nhật Thuần Dương Cung kia mặt ngoài rung chuyển không ngớt. Trong 12 vệ sĩ Đại Nhật có một người nhận trước một trường này của hắn, vô số thế giới tràn đến chấn áp, cọ sát trên người của y. Vì thánh hoàng này đến hừ cũng không hừ một tiếng, chỉ thấy oanh một tiếng nổ tung, thân thể dập nát, vô số đạo văn quanh thân hết thảy bị ma diệt thành tro bụi. Một trưởng này của Diệp Húc liền đánh bại vị thánh hoàng Đại Nhật Thuần Dương Cung kia, trưởng thế không có chút nào ngừng lại, mà đánh thẳng ngay đến 11 người còn lại. 12 vị thánh hoàng, 12 vệ sĩ Đại Nhật này bắt đầu vốn không có người nào đem Diệp Húc để vào trong mắt. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Húc chính là người hầu của Phong Tùy Vân. Phong Tùy Vân mới là đối tượng trọng điểm mà bọn họ phải đối phó. Dù sao, Phong Tùy Vân cũng chính là thiếu môn chủ của Tạo Hóa Môn, cũng là một vị thánh hoàng. Nếu như có thể đánh chết Phong Tùy Vân là có thể phát ra tác dụng giết gà dọa khỉ, giết chết con gà Phong Tùy Vân này để cảnh cáo các thần tử con khỉ khác. Nhưng bọn họ có đến 100 triệu lần cũng không thể ngờ được rằng cái gã thiếu niên áo lam đi theo ở bên người Phong Tùy Vân kia mới chính là nhân vật chính. Rõ ràng cường thế như thế, mạnh mẽ như vậy, bá đạo như thế, một lời không hợp liền ra tay giết người. To gan, dám đối nghịch cùng Thuần Dương Cung ta, rốt cuộc ngươi là ai? Thuần Dương Thánh Môn. 11 vị thánh hoàng còn lại quát lớn, khí thế triển khai hóa thành một tòa đạo môn cao ngất ở trước cung Đại Nhật Thuần Dương. Thiên hỏa vô biên nhất thời bị khí thế của bọn họ dẫn động, vô số thiên hỏa đều dồn dập chen nhau mà đến, hóa thành từng con tam túc kim ô. Những con tam túc kim ô này mỏ với chân giao nhau, cánh với cánh đan vào nhau, ngưng kết thành từng đường đạo văn, đạo ngân. Thuần Dương Cung chính là đạo thống do Hạo Thiên Đại Đế lưu lại, tu luyện chính là pháp môn Hạo Thiên Đại Đế ở thiên giới lưu lại. Tại đây, trong vòng mặt trời chói chang, môn đồ của Thuần Dương Cung có thể tận tình phát huy tu vi của bọn họ, tăng thực lực lên gấp bội. Vòng mặt trời chói chang này được xây dựng từ thiên giới thần hỏa. Giờ phút này, thần hỏa tạo thành đạo văn đạo ngân từ trong tòa Thuần Dương Thánh Môn đang phun mạnh ra, cấu kết với nhau, hóa thành 11 con tam túc kim ô. Tuy rằng không cường đại mạnh mẽ bằng Lăng Tiêu Thái Tử, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Một tia ý thức phóng về hướng Diệp Húc, đồng loạt chống cự với bàn tay to của hắn. Giết môn đồ Thuần Dương Cung ta, ngươi chỉ có thể trả bằng máu mà thôi. Không cần biết ngươi là ai, tất cả chết đi cho ta. 11 con kim ô ảo ra, móng sắc vươn ra xé rách một đám thế giới, dũng mãnh vô cùng. Đây là thánh pháp do Hạo Thiên Đại Đế sau khi tiến vào thiên giới khai sáng ra, so với Hạo Thiên Đại Đế chân kinh cao thâm hơn rất nhiều. Diệp Húc tâm niệm vi động, chỉ thấy 3.000 thế giới gào thét thu hồi lại, trở về trong thế giới bản vương khai thiên. 11 con tam túc kim ô vô cánh bay tới, la hét giận dữ, lôi động 11 tòa Thuần Dương Thánh Môn kia, âm ầm phá vỡ thế giới bản vương của hắn, chộp vào trung tâm thế giới của Diệp Húc, làm tê liệt sọ lão của hắn, tính đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Không xong rồi, Diệp huynh thật sự thác đại rồi. Phong Tùy Vân trong lòng cả kinh, tạo hóa đạo môn từ trên trời giáng xuống, công tới hướng 11 vị thánh hoàng Thuần Dương Cung kia, tính vây ngụy cứu triệu, tạm trì hoãn nguy cơ cho Diệp Húc. Phong Tùy Vân, chúng ta nói ngươi là gà, ngươi còn không tin sao? Cố tình đem mình làm con khỉ. 11 vị thánh hoàng của Thuần Dương Cung ánh mắt lạnh lùng, tâm niệm vừa động, nhất tề lấy tay hướng về tạo hóa đạo môn của Phong Tùy Vân oanh khứ, chấn cho tòa đạo môn này rung động bay vọt lên cao, không thể hạ xuống được nữa. Giờ đây đã đánh vào trong thế giới bản vương 11 tòa Thuần Dương Thánh Môn, từng cỗ thiên hỏa hóa thành đạo văn, đạo ngân liên tục không ngừng trào ra, không ngừng mà rót vào trong cơ thể của Kim Ô. Bọn họ mặc dù đối phó với Phong Tùy Vân, thế nhưng đại bộ phận thực lực vẫn là đặt ở trên người của Diệp Húc. Phong Tùy Vân chợt cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, trong tâm không khỏi hoảng sợ.
11 vị thánh hoàng, non nữa thực lực đối phó với ta, Diệp huynh lại phải thừa nhận nhiều áp lực rồi. Mà lúc này Diệp Phúc vẫn đứng lù lù, mắt lạnh lùng nhìn xem 11 con tam túc kim ô vọt tới phía mình, thân người vẫn không nhúc nhích. Chỉ thấy trong thế giới bản vương khai thiên, một vòng mặt trời chói chang hừng hực thiêu đốt. Dùng Hạo Thiên Đại Đế tâm pháp công kích ta ư? Các người thật sự là quá đáng yêu mà. Đại nhật này vừa nhô lên cao, vừa chuyển động gào thét xoay tròn. Chỉ thấy thái dương chân hỏa trong vòng mặt trời chói chang của đại nhật thuần dương cung kia giống như tìm được miệng để mà chút xuống. Chân hỏa cuồn cuộn dũng mãnh chui vào trong thế giới bản vương của Diệp Húc, rớt vào trong đại nhật này. Một con tam túc kim ô dẫn đầu bay tới, móng sắc vươn ra hung hăng chụp vào đầu của Diệp Húc. Keng một tiếng, móng sắc của nó giống như chụp vào sắt đá cứng rắn, không thể lay động Diệp Húc mảy may. Mỏ chim liền mổ vào hai mắt của Diệp Húc, tính toán trước tiên đem hai mắt của Diệp Húc mổ mù. Diệp Húc lật tay úp xuống, đánh cho con tam túc kim ô này hai cánh văng ra, đạo văn bùm bùm gãy nát, lập tức bị đại nhật kia hấp thu ngay. Chết đi cho ta! Diệp Húc hai tay bắt lấy con tam túc kim ô này, thần lực bùng nổ xé con kim ô này rách đôi làm hai mảnh, rồi lập tức bàn tay to hướng trung gian đem hai mảnh kim ô này đập mạnh vào nhau, đạo văn đạo ngân văng ra khắp bầu trời. Những đạo văn đạo ngân này ý đồ ngưng tụ lại, gây dựng lại để trở lại thành hình thái tam túc kim ô như cũ. Tuy nhiên trên đỉnh đầu của Diệp Húc, cái đại nhật kia truyền đến một cỗ dẫn lực vô cùng cường đại, đem đạo văn đạo ngân hết thảy hút vào trong đại nhật. Chỉ thấy đại nhật này hấp thu tất cả đạo văn đạo ngân của con kim ô này, rồi dần dần cũng ngưng tụ ra đạo văn đạo ngân của mình, uy lực càng ngày càng mạnh. 10 con kim ô khác lại vỗ cánh bay tới, nhất tề đánh tới hướng Diệp Húc. Lập tức 11 tòa đạo môn ầm ầm hạ xuống, dừng ở bốn phía xung quanh Diệp Húc, phong kín hắn ở trong đó. Trong đó có một tòa đạo môn nhô lên cao chấn động, chỉ thấy lại có một con kim ô bay ra. Đây là 11 vị thánh hoàng liên thủ phát ra 11 kiểu vu pháp, đồng loạt tiến công một mình Diệp Húc. Đổi lại nếu là các thần khác, chỉ sợ sẽ dễ dàng bị đám kim ô này xé nát. Diệp Húc vẫn đứng thẳng bất động, từng chưởng chụp xuống. Chỉ thấy 11 con kim ô cùng đạo môn quay chung quanh hắn, cao thấp và tung bay, móng sắc mỏ lớn không ngừng mổ xuống, thế công hung mãnh đến cực điểm. Quanh thân của hắn dâng lên khôn cùng thiên hỏa, đó là thiên hỏa do miệng đám kim ô này phun ra, ngưng tụ đạo văn đạo ngân, ý đồ đem hắn luyện hóa. Không chỉ có như thế, còn có từng tòa thuần dương thánh môn nghiền ép, ý đồ nghiền cho Diệp Húc nát nhừ. Thiên hỏa này độ nóng cực cao, thậm chí có thể luyện hóa đạo văn đạo ngân, ma diệt đạo môn, có thể luyện chết ngay một vị thánh hoàng đang còn sống sờ sờ. Tuy nhiên Diệp Húc ở trong thiên hỏa vẫn như trước, dường như ngay cả thiên hỏa cũng không thể luyện hóa được hắn. Đột nhiên Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy trên đỉnh đầu cái đại nhật kia nhẹ nhàng lay động, ở giữa không trung vang ầm ầm nghiền qua, tại đương trường nghiền nát ngay một con tam túc kim ô, hóa thành vô số đạo văn đạo ngân hết thảy bị hút vào trong đại nhật này. Hấp thu con tam túc kim ô này, uy năng đại nhật trở nên mạnh mẽ, giống như một quả cầu lửa không ngớt lăn lộn, liên tục đem ba con tam túc kim ô nghiền nát. Tiểu tử này thật sự là dẻo dai kinh người, ở dưới 11 vị thánh hoàng chúng ta liên thủ với công lại vẫn có thể phản kích được. Thánh hoàng thuần dương cung kinh hãi, trong mắt tinh quang chớp động, chỉ thấy lại có 4 con kim ô từ trong đạo môn bay ra. Rầm một tiếng, đại nhật lan lộn đột nhiên đem 11 con kim ô hết thảy hút lên, rơi vào trong liệt nhật, trong chớp mắt liền bị luyện hóa, biến thành chất dinh dưỡng cho mặt trời chói chang. Giờ đây trong thế giới bản vương khai thiên, đại nhật hấp thu kim ô nhiều như vậy, cũng bắt đầu ngưng tụ ra thành đạo văn, đạo ngân của mình, uy lực trở nên mạnh mẽ vô cùng. Đột nhiên chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, đại nhật liền đè xuống, đem một tòa thuần dương thánh môn đập vụn hút vào trong đại nhật. Cái vị thánh hoàng của tòa thuần dương thánh môn bị nghiền vỡ kia, chỉ cảm thấy tinh khí toàn thân rớt xuống, bị Diệp Húc cắn nuốt luyện hóa, biến thành chất dinh dưỡng cho thế giới của hắn, trong tâm không khỏi kinh hãi vô cùng. Bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc hấp thu chỗ ảo diệu của tâm pháp Hạo Thiên Đại Đế, diễn hóa ra đại nhật, cắn nuốt đạo văn đạo ngân của bọn họ, sẽ chỉ làm cho bản vương khai thiên kinh của Diệp Húc trở nên thêm hoàn thiện đầy đủ, làm cho tu vi của hắn, tâm cảnh của hắn trở nên cường hoành. Phong Thủy Vân đang cùng 11 vị thánh hoàng đại chiến, gã bị đánh đến liên tục hộc máu, đột nhiên cảm giác được có một người trong số đó đang nhanh chóng suy giảm. Gã không cần tính toán nghĩ ngợi, liền tung ra một đạo vô pháp giết đứng y. Chỉ thấy vị thánh hoàng kia hừ cũng không ngừng một tiếng, bị một đạo vô pháp sinh sôi đánh bại. Ta thật là lợi hại, thật là lợi hại.
Phong Thủy Vân ngẩn ngơ, lập tức mười cánh tay trưởng ầm ầm dừng ở trên người của gã, vội vàng tâm niệm vi động, chỉ thấy tạo hóa đạo môn che ở trước người. Nghe cạch 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 vài tiếng, tạo hóa đạo môn cơ hồ bị mười vị thánh hoàng kia chụp vỡ, đưa gã chấn đắc cục máu không ngừng. Tiểu tử Phong Thủy Vân này rõ ràng là một chiêu đánh gục một vị thánh hoàng thuần dương cung. Ở phía dưới đại nhật thuần dương cung, nhiều cao thủ tiến vào tiểu nguyên giới, nhìn trận ác chiến bên trong mặt trời này thì không khỏi hoa mắt thần động. Thiên thần tử ánh mắt bạo phát, gắt gao nhìn thẳng thân hình của Phong Thủy Vân, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Tiểu tử này từ khi nào trở nên lợi hại như vậy đây? Rõ ràng ở dưới 11 vị thánh hoàng vây công còn có thể phản kích giết chết được một người. Trong lòng của y kiếp sợ không thôi, đột nhiên chỉ thấy lại có một vị thánh hoàng thuần dương cung bị tạo hóa đạo môn của Phong Thủy Vân sinh sinh nghiền nát thành cặn bã, thì trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu tử này che giấu thực lực? Đáng sợ mà. Không nghĩ tới gã có thể ẩn tàng được sâu đến như vậy. Thời gian chỉ không đến mấy hơi thở, Phong Thủy Vân lại đánh gục một vị thánh hoàng. Đối với gã, trong lòng thiên thần tử không khỏi sinh ra một loại sợ hãi. Không phải chỉ có y, các thần tử khác ở bên trong đương trường đang xem cuộc chiến, thậm chí có người trong lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, tự nghĩ nếu như đổi lại là chính mình, chỉ sợ cũng bị Phong Thủy Vân một chiêu đánh bại, tuyệt đối không có khả năng may mắn thoát khỏi. Tạo hóa môn chủ bí mật bồi dưỡng được Phong Thủy Vân mạnh mẽ cái bậc này, thật là biến thái, cao thủ trẻ tuổi không ai có thể bì được với y. Giờ phút này gã rốt cục đã phóng đại tia sáng kỳ dị rồi, từ nay về sau tạo hóa môn Phong Thủy Vân chắc chắn là danh động thiên hạ. Còn về phần Diệp Phúc chống lại 11 vị thánh hoàng, bởi vì chiến đấu phát sinh ở trong thế giới bản vương khai thiên, những người khác căn bản không thể nhìn thấu, tất nhiên không có người biết được tình hình trong thế giới của hắn. Tuy nhiên sau một lát, Lăng Tiêu Thái Tử lưu lại ở ngoài cung Đại Nhật Thuần Dương, 12 vị thánh hoàng bị chết, chỉ còn lại có 7 người. 7 người này trong lòng kinh hãi muốn chết, chỉ cảm thấy trong thế giới bản vương Thuần Dương thánh môn của mình giống như gặp khắc tinh vậy, tu vi bị rớt xuống, biến thành chất dinh dưỡng cho thế giới của Diệp Phúc. Thuần Dương thánh môn là thể tu vi mà bọn họ suốt đời đã ngưng kết ra. Thánh môn bị luyện hóa hoặc là bị đánh nát, tu vi của bọn họ sẽ hóa thành hư ảo, chỉ có thể từ từ mà khôi phục. Tuy nhiên ở bên ngoài, Phong Thủy Vân căn bản sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Ai hao hết sạch tu vi liền sẽ lập tức bị thằng nhãi này đương trường mà đánh chết. 7 vị thánh hoàng giờ phút này hoàn toàn không có nửa phần chiến ý, thầm nghĩ cấp tốc thoát khỏi nơi đây. Chỉ thấy 7 tòa đạo môn chấn động, phá không bay đi, ý đồ chạy ra khỏi thế giới bản vương của Diệp Phúc. Sao, còn muốn chạy sao? Diệp Phúc tâm niệm vi động, chỉ thấy đại nhật này nhô lên cao, chấn động truyền đến vô cùng vô tận dẫn lực, đem 7 tòa Thuần Dương thánh môn đính tại giữa không trung. Lập tức đại nhật truyền đến một tiếng kêu, một con tam túc kim ô vỗ cánh bay tới, móng vuốt sắc bén vươn ra, đem 7 tòa Thuần Dương thánh môn này nhất nhất bẻ vụn, mỏ lớn mổ xuống, cứng rắn xả ra từng đường đạo văn đạo ngân, nuốt hết vào trong bụng. Đi! Trước cửa đại nhật Thuần Dương cung, 7 vị thánh hoàng sắc mặt ảm đạm, đột nhiên nhất tề nhảy lên bỏ chạy khỏi Thuần Dương cung. Phong Tùy Vân cười ha hả, hăng hái, tạo hóa đạo môn đột nhiên bay ra, nhô lên cao chấn động, đem 7 người này hết thảy nghiền chết, ép nát, luyện hóa thành tro bụi. Diệp Phúc thu hồi thế giới bản vương khai thiên kinh, từng bước đi vào trong Thuần Dương cung. Phong Thủy Vân lập tức liền đuổi theo, hớn ha hớn hở lên tiếng: "Diệp huynh, người có nhìn thấy ta vừa rồi là uy mãnh bậc nào không? Vừa mới đánh gục 11 thánh hoàng đấy. Đây là ta lần đầu tiên mới phát hiện ra, ta rõ ràng lại mạnh như vậy. Hiện tại chỉ có thể dùng một chữ để hình dung thôi, đó là ta chính là châu bò, ta chính là châu bò." Nhiều cường giả Thuần Dương cung thấy trận chiến này, trong lòng chấn động, chỉ nghe một vị thần tử lẩm bẩm nói: "Phong Thủy Vân của tạo hóa môn rõ ràng lợi hại đến loại trình độ này, thật không thể khinh thường được. Phong Thủy Vân sớm muộn gì cũng trưởng thành là tạo hóa thần vương thứ hai, phải sớm giết chết gã, không tiếc gì cả, tất cả để giết chết gã." Phong Thủy Vân hồn nhiên không biết chính mình đang bị bao nhiêu người chú ý đến rồi, vẫn đi theo phía sau Diệp Húc, làm nhảm thì thầm: "Diệp huynh, ngươi cảm thấy ta hiện tại đã muốn thành bò, đã có thể đối kháng với Vu Tổ được chưa? Ta cảm thấy nếu như bây giờ Vu Tổ có đến đây thì ta cũng có thể chống lại được một hai kìa." Diệp Phúc cầm ậm ừ, chỉ ừ một tiếng. "Ngươi cảm thấy ta có thể tiếp được một chiêu của thần vương sau đó toàn thân trở ra hay không vậy?" Phong Thủy Vân đang mê mẩn, hận không thể lập tức tìm ngay một vị thần vương để giao đấu với mình. Diệp Phúc lại ậm ừ một tiếng, giống như hắn đã nhìn thấy tình hình Phong Thủy Vân bị đánh cho vỡ miệng, bị thần vương hoặc là Vu Tổ oanh giết.
Hình ảnh này giống như là vẻ lo lắng đầy trời đột nhiên tiêu tán, ánh dương chiếu rọi khắp nơi, thế giới long lanh tươi đẹp, rung động lòng người. Sau khi Phong Thủy Vân làm nhảm này chết đi, thế giới sẽ trở nên thanh tĩnh, sạch sẽ, các loại thanh âm ồn ào của gã hết thảy sẽ tan biến. Hắn không ngăn được lộ ra một nét cười. Diệp Húc cắn nuốt 12 vị vệ sĩ đại nhật và đạo môn của 11 người, hấp thu luyện hóa đạo văn, đạo ngân núi phương, nay tu vi đã muốn đạt tới vô hoàng ngũ phẩm. Trong thế giới bản vương khai thiên kia, đại nhật cùng với thiên hỏa tạo thành đã biến thành đạo văn đạo ngân thuần túy, huy hoàng và sáng lạn, giống như một vòng mặt trời thực sự chói chang, tản mát ra hỏa lực vô cùng vô tận. Không nói đến đạo văn đạo ngân mà Diệp Húc cần đến, bản vương khai thiên kinh chỉ đem tinh khí 11 vị thánh hoàng cắn nuốt hơn phân nửa, còn non nửa tinh khí không bị hắn hấp thu. Bản vương khai thiên kinh của hắn chỉ cần đạo văn đạo ngân của đại nhật thuần dương cung bỏ thêm vào bản vương khai thiên kinh, làm cho đại nhật trong thế giới của hắn đạt tới trình độ thánh hoàng. Mà đạo môn tu luyện của 11 vị thánh hoàng trong thuần dương cung còn có chứa nhiều tạp chất và đạo văn đạo ngân khác, hẳn là do tâm pháp khác nhau hình thành đạo văn đạo ngân khác nhau, bởi vậy không bị bản vương khai thiên hấp thu. Những tạp chất này chứa đựng năng lượng đối với hắn mà nói vẫn là cực kỳ khổng lồ, tuy nhiên đối với Diệp Húc mà nói thì là có cũng được mà không có cũng không sao. Diệp Húc sửa sang lại đạo văn đạo ngân này, lĩnh ngộ ra đủ loại ấn pháp diệu dụng của thuần dương cung, tâm niệm vừa động liền có đại nhật kim ô ấn bay ra, đạo văn đạo ngân hóa thành kim ô ngao du, uy lực vô pháp so với 12 vị vệ sĩ đại nhật kia và 12 vị thánh hoàng còn cường đại hơn rất nhiều lần. Tu vi của 12 vệ sĩ đại nhật dù sao vẫn là không tinh khiết, không đem lại cho thiên giới đại nhật của ta hóa thành đạo văn đạo ngân thánh hoàng thuần túy, không bằng uy lực của đại thủ ấn 3000 thế giới kia. Nếu là ta có thể xử lý Lăng Tiêu thái tử rồi cắn nuốt đạo văn đạo ngân của y thì có thể hoàn toàn luyện thành thiên giới đại nhật bên trong thế giới bản vương, để cho bản vương khai thiên kinh của ta lại tiến thêm một bước dài. Quanh thân của Diệp Phúc nhẹ nhàng lay động, chỉ thấy từng đường đạo văn đạo ngân theo lỗ chân lông quanh thân phun mạnh ra, giống như là hà quang bình thường, ánh sáng lung linh lóa mắt. Những hà quang này là do 11 vị thánh hoàng kia tu luyện ra tạp chất đạo văn đạo ngân, đối với Diệp Húc mà nói thì không có chút tác dụng nào cả. Tuy nhiên, trong hà quang chất chứa đạo văn cùng tinh khí vẫn cực kỳ khủng bố, tương đương với tu vi của 4 vị thánh hoàng. Từ trong cơ thể hắn dứt bỏ ra tu vi 3-4 vị thánh hoàng cũng không có chút nào đau lòng. Hạo Thiên Quyển vui mừng dị thường, mở ra cái miệng rộng đem từng đường đạo văn đạo ngân mà cắn. Phong Tùy Vân thế vậy thì thật đau lòng, thầm nghĩ: những đạo văn đạo ngân này dùng để luyện chế thánh bảo thì đều là dư giả, Diệp huynh cho con chó này ăn rõ ràng là lãng phí như vậy. Trong cơ thể của nó thậm chí lại có đạo văn đạo ngân của đại nhật thần dương cung, chẳng lẽ hắn là Đông Hoàng bộ tộc hạ giới phi thăng thượng giới hay sao? Hề, chả trách vua hoàng thần dương cung nhiều như vậy cũng không có thể làm gì được nó. Phong Tùy Vân thực sự không phải là ngốc, mà ngược lại gã cực kỳ khôn khéo. Gã sớm đã biết mình sở dĩ có thể xử lý 11 vị thánh hoàng hơn phân nửa có liên quan đến Diệp Húc chỉ là theo thói quen ngoài miệng thích thổi phồng mà thôi. Lai lịch của Diệp Húc gã cũng đại khái đoán ra được một hai. Từ khi Thanh Đế trở thành Thiên Đế, đem thiên giới Đông Hoàng bộ tộc tẩy trừ một lần, nay Thần Dương Cung một mạch cũng không phải là huyết mạch của Hạo Thiên Đại Đế, chỉ có hạ giới thế giới vô hoang có Đông Hoàng bộ tộc truyền thừa kia, bởi vậy Diệp huynh vô cùng có khả năng là cao thủ của Đông Hoàng hạ tộc. Còn cái con chó này cũng hẳn là viễn cổ dị chúng, được gọi là Hạo Thiên Khuyển, có khả năng cắn nuốt nhật nguyệt, cơ hồ là viễn cổ thần ma, rất là hiếm thấy. Nó nếu như mà lớn lên, thiên giới nhật nguyệt chỉ sợ đều không bảo vệ được rồi. Hạo Thiên Khuyển liên tục cắn nuốt, trong chớp mắt đã cắn nuốt tu vi của 3-4 vị thánh hoàng, cơ thể bộ lông dĩ nhiên cũng bắt đầu ngưng tụ ra đạo văn đạo ngân. Phong Tùy Vân trong lòng thì cả kinh, con chó này tu vi cơ hồ là giả bước tiến lên trình độ thánh hoàng, quả thực là một con quái vật nuốt trời, ngay cả trời trên thiên giới cũng có thể cắn đứt một khối lớn. Đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc vang lên từng trận trong thần dương cung, giống như có người tấu vang tiên khúc du dương rung động lòng người vậy. Diệp Húc cùng với Phong Tùy Vân nhìn theo tiếng nhạc, chỉ thấy ở chỗ sâu trong thần cung đột nhiên từng đường đạo vận giống như sóng gợn bình thường gột rửa mà đến. Bên trong đạo vận, từng tôn phi thiên cầm trong tay các loại nhạc khí bay múa khắp trời. Khải đàn làm cho lòng người ta say đắm, vui vẻ với tiên âm diệu khúc. Là đạo vận của Vu Tổ sao? Diệp Húc cùng Phong Thủy Vân kinh hãi, vội vàng tránh né. Chỉ thấy tiên nhạc đạo vận phi thiên đảo qua trên người bọn họ, tản mắt ra rung động tối nghĩa khó hiểu. Bùm bùm bùm.
Mấy vị vua hoàng vừa mới nhảy vào trước cửa cung của Đại Nhật Thuần Dương, đột nhiên bị đạo vận này đảo qua, hóa thành một màn sương máu, trực tiếp bốc hơi sạch sẽ. Đạo vận vô tố, chất chứa thiên địa đại đạo, là do đạo và lý xây dựng mà thành. Đại đạo thiên thành, đường đạo văn này, chất chứa tiếng nhạc đạo và lý. Thật kỳ quái, trong Thuần Dương cung làm sao có thể phát ra loại đạo vận này đây? Chẳng lẽ nói đã có vô tố tiến vào trong đó hay sao? Diệp Phúc trong lòng vừa động, phương hướng đường đạo vận này đến đúng là chỗ hơi thở thế giới chi căn, ngay lập tức hắn đi thẳng vào chỗ sâu trong Thần Dương cung. Phong Thủy Vân lập tức đuổi theo, lưu luyến quay đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng nói: Diệp huynh, chúng ta nếu như có thể bắt giữ cái đạo vận vừa rồi, nói không chừng thì liền có thể lĩnh ngộ ra vô tổ, có thể lĩnh ngộ ra một ít đạo lý kìa. Đột nhiên minh hưởng của thanh âm truyền đến, lần lượt thay đổi thành kỵ binh, thành chiến tranh, chỉ thấy lại có một đường đạo vận gào thét từ trong chỗ sâu của Thần Dương cung bay ra. Bên trong cái đường đạo vận này tràn ngập đao thương kiếm kích, kỵ binh, đồng nhân, các loại binh khí, cái gì cần đều có. Giáo kích chém giết lẫn nhau, thảm thiết đến vô cùng. Đảo qua bên người hai người bọn họ, kình khí sắc bén cơ hồ xé nát quần áo của bọn họ. Lại là một đường đạo vận. Phong Thủy Vân lẩm bẩm nói, chỉ thấy đường thứ ba đạo vận bay tới, đủ mọi màu sắc giống như quần sáng, các loại sắc thái dây dưa rối rắm cùng một chỗ, thiên biến vạn hóa. Uy lực so với binh vận vừa rồi không yếu hơn chút nào. Bọn họ đi thẳng về phía trước, chỉ thấy ở chỗ sâu trong Thần Dương cung phát ra từng đường đạo vận, chất chứa đủ loại đạo lý đều không giống nhau. Phong Thủy Vân thất thanh nói: Nếu đây là đạo vận do vu tổ đại chiến tản mắt ra, vậy nhất định là phải có hàng trăm hàng ngàn vu tổ hỗn chiến. Khả năng này căn bản là không thể có mà. Diệp Phúc gật đầu, hàng trăm hàng nghìn vu tổ, thiên giới sắc dực có nhiều cường giả như vậy, nhưng phát sinh chiến đấu loại trình độ này, mặc dù ở trong lịch sử thiên giới cũng không gặp nhiều. Bọn họ nhảy vào chỗ sâu trong Thuần Dương cung, đột nhiên nghe được thanh âm chiến đấu vang lên ầm ầm truyền đến, chỉ thấy đầu hồn thiên cự thú đầu tiên nhảy vào trong Thuần Dương cung kia đang liên tục rống giận không thôi, đang ra sức giãy giụa đánh nhau với một đường đạo vận. Bên trong đường đạo vận này tích chứa vô số viễn cổ cự thú hình thành đạo lý, tiếng hô kinh thiên động địa. Mặc dù là cường giả cự thú tương đương với đỉnh thánh hoàng, từng khoảnh khắc cũng mơ tưởng mong muốn bắt được đường đạo vận này. Hiển nhiên những con cự thú đã nhảy vào trong nội cung kia sớm đã biết bí mật ở nơi đây, biết Đại Nhật Thuần Dương cung xuất thổ đạo vận sẽ phát ra, bởi vậy hướng vào trong cung ý đồ thu đạo vận, làm cho cảnh giới tu vi của chính mình có thể lại tăng lên từng bước, sớm ngày tiến quân thành vu tổ. Thánh hoàng trở thành vu tổ phải mở ra đạo môn, tuy nhiên mở ra đạo môn chẳng những cực kỳ khó khăn, hơn nữa tính nguy hiểm lại cực cao. Nếu như có thể lĩnh ngộ ra đạo và lý vu tổ, mở ra đạo môn khiêu thoát ra ngoài, xác suất thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Bọn họ không làm kinh động con cự thú hồn thiên này mà tiếp tục đi thẳng về phía trước, lại gặp được con cự thú khác cũng tự tìm được một đường đạo vận ý đồ thu về để luyện hóa. Còn có một hai con cự thú không địch lại, uy năng tích chứa trong đạo vận trực tiếp bị đạo vận chặn ngang chặt đứt, thay ngã nương trường. Hạo Thiên Quyển mừng rỡ liên tục phát ra tiếng huyên náo, tiến lên đem thi thể rồi kéo trở về cắn ăn. Lăng Tiêu thái tử không ở trong này, nhất định là vào chỗ sâu bên trong rồi, tính toán nhìn xem đến tụt cùng vì sao có nhiều đạo vận như vậy bay ra. Diệp Phúc tăng tốc độ giống như bay lướt qua, hướng vào chỗ sâu trong Đại Nhật Thuần Dương cung tiến đến. Phong Thủy Vân cũng ý thức được bên trong Thuần Dương cung chỉ sợ có bảo vật khó lường, bởi vậy mới có nhiều đạo vận như vậy ở trong cung lưu chuyển. Gã lúc này cũng đã đuổi kịp Diệp Phúc. Hạo Thiên Quyển vội vàng nuốt vào một thi thể cự thú nguyên lành, rung đuổi đắc ý đuổi theo bọn họ. Hơi thở của thế giới chi căn càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng bằng bạc đại thế. Bọn Diệp Phúc thực sự đã vọt tới trung tâm Đại Nhật Thuần Dương cung, chỉ thấy một cây đồng trụ bên trên chống đỡ trời cao, nâng lên một không gian to lớn. Cây đồng trụ này giống như là trụ trời, chỗ cực cao cực xa bên trên nâng lên dòng khí nhẹ nhẹ mênh mông, phía dưới còn lại là mặt đất rộng lớn. Ở trung tâm mảnh không gian này sinh trưởng một cây gỗ to cao tới hơn 100 trượng, xanh um tươi tốt. Cây gỗ to lớn này thế nhưng cành lá không xum xuê, chỉ có chừng 10 cành, trên mỗi cành có chừng 10 tấm lá xanh mượt. Ở phía trên mỗi một phiến lá có đặt một chiếc quan tài gỗ đen nhánh, từng đường đạo vận từ trong quan tài gỗ tràn ra, có nhạc lý, có binh văn, có thú văn, có ánh sáng màn, các loại thanh âm vang lên to rõ dễ nghe, cùng biết không hợp đủ loại thanh âm đều có thể rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Trên đỉnh ngọn cây gỗ to này có đặt một chiếc quan tài thật lớn, quan tài được một vòng mặt trời chói chang vây quanh, giống như quan tài chôn cất cùng với vòng mặt trời chói chang này vậy. Phía trên lá xanh
trong chiếc quan tài lớn này lao ra những hoa văn cực kỳ chói mắt. Không phải là tối nghĩa khó hiểu, mà là giống như thiên thư bình thường, làm cho người ta căn bản không thể nghiền ngẫm ra ý nghĩa sâu xa ở trong hoa văn. Thần văn, đây chính là thần văn của thần vương. Chằm chiếc quan tài Vu Tố, một chiếc quan tài thần vương sao? Ánh mắt của Diệp Phúc nhất thời nhìn thẳng. Bên trong những quan tài này mai táng tất nhiên là các vị Vu Tổ. Vu Tổ nhiều như thế mai táng ở trong này, thậm chí còn có một vị thần vương. Nếu điều này lan truyền ra ngoài, không biết sẽ khiến cho anh động lớn như thế nào. 12 Vu Tổ Ngọc Hư Cung khẳng định không ngờ rằng bên trong tiểu nguyên giới rõ ràng là có một mảnh mộ lớn như thế này. Nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ không mở ra tấm tiểu nguyên giới này làm chiến trường đâu. Trong từng chiếc quan tài tản mát ra đủ loại bất tử ý chí bất khuất, làm cho người ta kính ngưỡng, làm cho người ta phải kính sợ. Giữa lúc đang hoảng hốt, Diệp Phúc nhìn thấy từng chiếc quan tài đột nhiên liền mở ra. Những vị Vu Tổ thần vương đã mất đi này từ trong quan tài gỗ đứng dậy, dưới sự dẫn dắt của một vị thần vương áo trắng nhất tề hướng về phía hắn đi tới. Tỉnh dậy đi đế quân, đừng quên lời hứa của người, vị thần vương kia nói ở trong mơ. Phục sinh chúng ta. Một vài bức gương ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, rõ ràng vô cùng. Diệp Phúc cua đầu lấy lại bình tĩnh, ảo giác rốt cục cũng đã tan đi. Đột nhiên hắn bay lên trời, rơi xuống trên một phiến lá cây. Hắn đi vào trong giữa lá cây đến trước mặt quan tài, miệng hít vào một hơi thật dài, hai tay phát lực đột nhiên xốc quan tài lên. Chiếc quan tài này bên trong mai táng Vu Tổ, quan tài vô cùng trầm trọng, đủ loại đạo vận tràn ngập mặt ngoài quan tài, làm cho người ngoài không thể phá hư quan tài, để tránh cho không bị va chạm di thể Vu Tổ. Hai tay Diệp Phúc hạ xuống giữ chặt quan tài, đạo vận lưu chuyển lan tràn đến bên trên cánh tay của hắn, làm cho làn da hai tay của hắn nhất thời bị hư thối, máu thịt bóc ra, lộ ra cả xương tay trắng hiếu. Đạo vận thậm chí bắt đầu xâm nhập vào cốt cách của hắn, hóa đi cốt cách của hắn, hơn nữa dọc theo xương cánh tay không ngừng lan tràn lên phía trên, ăn mòn đến lồng ngực của hắn. Diệp Húc từng chút một xốc lên chiếc quan tài này, sức lực trong hai tay không ngừng tiêu tán, cuối cùng cũng đã mở ra được chiếc quan tài. Bên trong quan tài, một vị trưởng giả trông rất sống động, quanh thân ngài đạo vận lưu chuyển, có một loại cảm giác đại đạo thiên thành, tựa hồ phảng phất như tùy thời có thể sẽ từ trong lúc ngủ say mà tỉnh dậy. Thiên y vô phùng, thiên nhân vô khuyết, ngài giống như một người trời, cho dù là đã chết không biết bao nhiêu lâu, vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác không rảnh rỗi, không bụi bặm, hoàn mỹ vô khuyết điểm. Bỗng nhiên răng rắc một tiếng, Diệp Phúc hai tay rút cục không chịu nổi gánh nặng, xương cốt đều bị đạo vận mài nhỏ, quan tài ầm ầm phủ lên che đi. Diệp Phúc thất hồn lạc phách, vừa xốc lên mở chiếc nắp quan tài này ra, làm cho hắn có thể nhìn trộm thân hình và mặt mũi của cái vị Vu Tổ trong quan tài gỗ kia. Đó là một khuôn mặt quen thuộc, ở bên trong Ngọc Lầu Thuần Dương Cung từng kèm theo vị thần vương áo trắng kia cùng nhau đi về phía hắn. Lúc trước trong giới hạn tu vi của hắn, hắn nghĩ rằng các cường giả vây quanh bên người vị thần vương áo trắng kia chỉ là những gã vô hoàng. Đến nay hắn cuối cùng đã biết những cường giả này thực ra tất cả đều là Vu Tổ. Bọn họ là cường giả cấp Vu Tổ tụ tập dưới một mái nhà vần quanh chung quanh thần vương áo trắng, giống như những vì sao trên bầu trời bao quanh mặt trăng chờ đợi Diệp Phúc làm cho bọn họ sống lại. Những con người nằm trong những chiếc quan tài gỗ này thực ra ta đều đã từng gặp qua, tại sao lại có thể như vậy được? Chẳng lẽ nói ta thật là cái vị đế quân mà bọn họ đã nói kia sao? Toàn thân của Diệp Phúc vô lực lảo đảo lùi về phía sau, sắc mặt trở nên tái nhợt. Không có khả năng, không có khả năng, lục đạo đã tan vỡ, không ai có thể chuyển thế trọng sinh, cũng không ai có thể sống đến thế thứ hai được. Thiên đế không thành, vị đế quân trong miệng thần vương áo trắng kia tự nhiên cũng không được. Ta chính là ta, tuyệt đối sẽ không là người khác. Trong thời gian ngắn, sắc mặt của hắn đã khôi phục như thường. Chỗ cụt tay, chỉ thấy từng đạo cấm văn, đạo văn nhanh chóng trào ra, đan vào lẫn nhau, bệnh thành xương cốt huyết nhục, huyết quản, làn da lông tơ. Hai tay của hắn thực sự phục hồi như cũ, hắn không tiếp tục mở các quan tài khác nữa. Không cần mở ra hắn cũng biết, bên trong từng chiếc quan tài tất nhiên là một vài khuôn mặt quen thuộc ở trước mặt hắn. Mà bên trong chiếc quan tài trên cao kia tất nhiên là vị thần vương áo trắng kia rồi. Bọn họ được chôn cất ở trong này, không biết vì sao các Vu Tổ thần vương này lại thân tử đạo tiêu. Diệp Húc nhíu mày thật sâu, trong lòng hắn đủ loại bí ẩn không thể lý giải được. Vì sao vị thần vương kia cùng với nhiều Vu Tổ mai táng ở chỗ này lại tôn xưng hắn là đế quân? Ngươi nói ngươi truyền thụ cho ta, nay ta sẽ hỏi ngươi lý giải cho ta những điều kỳ quái này. Vì sao bọn họ mạnh mẽ như thế này lại đột nhiên một lần tận số chết đi? Vì sao lại được mai táng ở trong này? Vì sao nơi này còn có một mảnh nhỏ gốc cây thế giới chi căn? Vậy là những người nào
đưa bọn họ chôn cất ở trên thế giới Chư Căn đây. Những nghi hoặc này có lẽ chỉ có các vua tổ thần vương sống lại mới có thể giải đáp được. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, ánh mắt hướng cây thần bốn phía nhìn lại, chỉ thấy từng phiến lá lớn phía trên đặt hơn 100 cỗ quan tài, bên trong quan tài tràn ra từng đường đạo vận, thần văn, diễn hóa chư thiên đại đạo, thần diệu huyền ảo. Ánh mắt của hắn dừng ở chỗ phía trên cao, cái cỗ quan tài kia của vị thần vương áo trắng, thần văn tràn ngập cùng với tòa Đại Nhật Thần Dương Cung tương ứng tương hòa, tự hồ như vị thần vương đã qua đời này vẫn hô hấp thổ nạp, tác động cùng với tòa thần cung này vậy. Ngài tuy rằng đã chết, thế nhưng vẫn là chủ nhân của tòa Đại Nhật Thần Dương Cung này. Phong Tùy Vân đứng dậy đi vào bên cạnh của hắn, kinh ngạc nói: Diệp huynh, gốc đại thụ này phảng phất là một chạc cây, nếu không sẽ không chỉ có vài miếng cành lá như thế này. Diệp Húc gật đầu, hắn sớm đã nhận ra gốc đại thụ này cả vật thể như ngọc, là cái hẳn được gọi là thế giới Chư Căn, nên đã bẻ một cây chạc cây dùng để nâng lên chiếc quan tài của chư vị vua tổ thần vương. Thế giới Chư Căn hẳn là một gốc cây ngọc thụ, cùng ngọc thụ trong ngọc lầu của hắn hẳn là không khác nhau là mấy. Đế Khốc Thần Vương bẻ một nhánh cây giao cho Thang Hoàng trưởng thành, sau lại thành kiến mộc, bị trụ hoàng tạo ra thành thông thiên tháp. Con đường thông thiên mở ra thì lại hao tổn ở trong tay Võ La lão tổ. Nay thân cây kiến mộc còn lại tại trong tay Võ La lão tổ, tuy nhiên thân cây kiến mộc so sánh với gốc cây cự mộc trước mắt còn muốn kém cỏi hơn một chút. Gốc cây ngọc thụ này chạc cây không biết là do ai bẻ trở thành chứa nhiều mộ địa vua tổ thần vương như vậy, hơn nữa so với kiến mộc lại càng thêm chắc chắn, càng thêm thần kỳ. Mặt ngoài của nó che kín bởi đạo văn, đạo vận cùng thần văn, từng đường hoa văn giống như thiên địa đại đạo tổ hợp xây dựng thành cành lá đường vân cả những lớp vảy bên ngoài thân cây. Hoa văn này đối với bất kỳ người nào đều không có lực uy hiếp, phảng phất là trời sinh mà thành đại đạo. Hấp thu mảnh nhỏ gốc cây thế giới Chư Căn, hơn phân nửa ta có thể thành tựu thánh hoàng. Diệp Húc cánh mắt nóng bỏng, phóng người lên bay đi về hướng đỉnh của cành gốc cây ngọc thụ này. Phong Thủy Vân đuổi kịp hắn, hết nhìn đông rồi lại ngó tây, chỉ thấy li ti từng đợt đạo vận thần văn đan vào, nhất khuyết bài thơ tiên nhạc du dương, từng trận rung động lòng người. Gã không khỏi kích động, thân hình run run, thấp giọng nói: Nếu chúng ta có thể tìm hiểu đạo vận thần văn ở nơi này, tìm hiểu hơn 100 vị vua tổ thần vương sinh tiền tu luyện thiên địa đại đạo, chúng ta có thể thành tựu vua tổ, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại gì cả. Diệp Húc gật đầu chấp nhận, đáp xuống rừng ở trên đỉnh trạc cây ngọc thụ. Hắn kể nói: Lời nói của Phong huynh rất đúng, tuy nhiên muốn bắt giữ những đạo vận này, luyện hóa những đạo vận này thật sự là quá khó khăn. Mỗi một luồng đạo vận này đều không thua gì thánh hoàng đỉnh cao, rất khó để bắt giữ luyện hóa. Những vua tổ thần vương này sinh tiền tu luyện công pháp không giống nhau, bọn họ sau khi đạo vận thần văn lưu chuyển, nếu là có thể lĩnh ngộ tất cả đạo vận thần văn này, tất nhiên có thể nhìn trộm tâm pháp của thần vương vua tổ, hay được bọn họ truyền thừa thành tựu vua tổ, xác thực là không nói chơi. Phong Tùy Vân không khỏi đắc ý cười nói: Không cần bắt giữ luyện hóa, tạo hóa môn của ta nặng về ngộ tính, tìm hiểu đạo vận là sở trường của ta, chỉ cần ở tại đây chiếc quan tài gỗ ngồi thoải mái 100 năm thôi, không ngừng thôi diễn là có thể lĩnh ngộ ra ảo diệu bên trong rồi. Diệp Húc ngơ ngẩn cười nói: Sao, 100 năm ư? Thật sự quá dài. 100 năm lĩnh ngộ vu tổ, sự ảo diệu mở ra đạo môn, khiêu thoát ra ngoài, thành tựu vu tổ, đối với người khác mà nói đã muốn là nghĩ rằng không thể tưởng tượng được rồi. Diệp huynh à, huynh còn thấy chậm hay sao? Nếu là không có lần gặp gỡ này, chỉ sợ mấy 100 năm, thậm chí là hàng ngàn năm cũng không thể mở ra đạo môn được. Phong Tùy Vân không cho là đúng, ánh mắt đánh giá cỗ quan tài thần vương ở trước mặt này, trầm giọng nói: Tuyệt đại đa số thánh hoàng khô hao tổn cả đời cũng không đủ tư cách vấn đỉnh vu tổ, cuối cùng thân tử đạo tiêu, mà chúng ta ngồi ở đây trước quan tài tìm hiểu tương đương với vu tổ thần vương giảng đạo cho huynh rồi, hơn nữa còn là trên dưới 100 vị vu tổ thần vương cùng nhau khai đàn lĩnh ngộ tìm hiểu 100 năm, cái loại chuyện tốt này tới nơi nào mà tìm đây. Những lời này của gã đều không phải là khoa trương, dù sao thiên giới số lượng vu tổ cũng không nhiều lắm, một là do ngộ tính hạn chế, tư chất hạn chế, một phương diện khác đó là tài nguyên hạn chế. Nếu như có thể đem những đạo vận thần văn vu tổ thần vương này lĩnh ngộ hết tất cả, là có thể đánh vỡ ngộ tính hạn chế cùng tư chất hạn chế, có cơ hội mở ra đạo môn, khiêu thoát ra ngoài. Diệp Phúc cũng đánh giá cỗ quan tài ở trước mặt bọn họ này, bên trong quan tài đó là cái vị thần vương áo trắng mà hắn đã từng thấy qua kia. Hắn nói: Phong huynh đừng quên, giờ phút này ở trong Ngọc Hư Cung bên trong tiểu nguyên giới, 12 vị vu tổ căn bản sẽ không cho chúng ta cơ hội này, không cho ngươi lúc này tìm hiểu 100 năm đâu.
Sắc mặt của Phong Thủy Vân cứng đờ, ảo não mà nói: quả thật là như vậy. Chẳng lẽ đã xâm nhập bảo địa lại chỉ có thể tay không mà ra thôi sao? Gã nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy đạo vận, thần văn từng đường từ trong quan tài tràn ra, mọi nơi du đãng mà đi. Định cố tình bắt giữ một đạo để tìm hiểu kỹ lưỡng, lại tự nghĩ mình không có thực lực này. Những thần văn này thậm chí có thể thắt cổ cấp bậc thánh hoàng đỉnh cao, cả mức độ viễn cổ cự thú đều có thể thắt cổ được. Gã tuy rằng tự cho mình là khá cao, nhưng còn có chút tự mình hiểu lấy. Sao, tay không mà quay về ư? Diệp Phúc tâm niệm vi động, đột nhiên trong cành ngọc thụ vô cùng vô tận tinh khí chen chúc lao vào trong cơ thể của hắn. Lực lượng cuồng bạo, từng đường đạo văn đạo ngân, thậm chí là đạo vận cùng thần văn, hết thảy dũng mãnh nhập vào trong cơ thể hắn, hóa thành biển lớn mênh mông tri thức kiến giải. Tu vi của Diệp Phúc điên cuồng bành trướng, qua thời gian mấy hơi thở, được cỗ cuồng bạo năng lượng này đem tu vi tăng lên tới trình độ lục phẩm vô hoàng. Lại qua mấy hơi thở, hắn liền tăng lên thành thất phẩm vô hoàng, hơi thở càng ngày càng mạnh, càng ngày càng bá đạo. Hơi thở của vô hoàng, thân mình liền cực kỳ bá đạo mạnh mẽ. Mà Diệp Phúc tu luyện bản vương khai thiên kinh, bản vương sống ở hỗn độn hồng mông, một mảnh thế giới hỗn độn trống trơn vắng vẻ, chỉ có bản vương một mình trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Môn tâm pháp này sớm dưỡng khí chất của Diệp Phúc thành bá đạo độc đoán. Giờ phút này đây tu vi hắn tăng lên, khí thế tự nhiên cũng thêm bá đạo, thậm chí bức khai ngay cả Phong Thủy Vân cùng Hạo Thiên Khuyển. Các người rõ ràng còn dám xông vào nơi này, còn dám động vào quan tài này, hay là tưởng không chết được hay sao? Thanh âm của Lăng Tiêu Thái Tử đột nhiên truyền đến. Diệp Phúc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lăng Tiêu Thái Tử chẳng biết lúc nào đã đi tới dưới gốc cây cổ thụ này, từ xa xa nhìn về hướng chính mình. Hắn sở dĩ tới trễ một bước là vì thu một đường đạo vận, bị cái đạo vận kia cuốn lấy nên phải dừng ở phía sau Diệp Phúc, vì Diệp Phúc nhanh chân đến trước. 12 vệ sĩ đại nhật thật sự là phế vật mà, rõ ràng bị hai người các ngươi lao đến nơi đây. Xem ra chỉ có ta tự mình ra tay mới có thể đem cái đồ không biết sống chết bọn ngươi tống cút ra ngoài. Hắn bay lên trời, đi vào cổ thụ trên không, nhìn xuống Diệp Phúc cùng Phong Thủy Vân, hờ hững mà nói. Đột nhiên lại có 4 năm cố hơi thở xâm nhập nơi đây, chỉ nghe thanh âm của Thiên Thần Tử truyền đến, cười nói: Lăng Tiêu Thái Tử, ngươi chỉ sợ còn không biết được, 12 vệ sĩ đại nhật của ngươi đã bị Phong Thủy Vân đánh chết tất cả, giờ đây ngươi đã biến thành người cô đơn rồi. Lăng Tiêu Thái Tử trong lòng dùng mình, nhìn lại hướng Phong Thủy Vân, cười lạnh mà nói: Phong Thủy Vân, không nghĩ tới ngươi thâm tàng bất lộ, ngươi có thể giết 12 vệ sĩ của ta, tu vi không kém, có thể miễn cưỡng tính làm đối thủ của ta được. Đợi ta tự mình xử tử ngươi, đem xương của ngươi từng cây rút ra, cực kỳ tàn ác. Nghe thanh âm của ngươi la khóc kêu cha gọi mẹ, sau đó lại dùng đao cùn cắt vụn ra từng miếng thịt của ngươi. Phong Thủy Vân không khỏi dùng mình một cái, thầm nghĩ trong lòng, thật không may mắn. Lăng Tiêu Thái Tử, nơi này không phải là Thuần Dương Cung của các ngươi đâu, ngươi muốn một mình nuốt bảo vật nơi này chỉ sợ có chút không ổn đâu. Lại có một vị thần tử bước đến, nhìn lên gốc ngọc thụ kia, nhãn tình không khỏi sáng lên, cười lạnh mà nói: Lăng Tiêu, thế gian này không chỉ có Đại Nhật Thần Vương, còn có các thần vương khác nữa, cũng không chỉ có ngươi một mình là thần tử, mà còn có các thần tử khác nữa kìa, có chúng ta ở đây ngươi cũng cần cân nhắc kỹ. Một vị thần tử khác đi tới cười nói. Cùng lúc đó, Phó Tê Lai cũng lặng yên đến chỗ này, không ngừng đi lại, lặng lẽ bố trí một đường đạo văn đại cấm, dung nhập hư không, phong tỏa nơi đây. Tiếng đàn truyền đến, lại có một thiếu nữ nhanh nhẹn đi tới, trên đỉnh đầu có một cây đàn cổ, không có người gảy, thế nhưng vẫn tự kêu, hóa thành trùng trùng đạo văn đạo ngân, quanh người của ả, thậm chí cuốn quanh một cái duy băng hẹp dài, đại đạo lưu động, ả cũng là vào trong Thần Dương Cung thu đạo vận. Thiết mã kim mâu vang lên, âm thanh vang truyền đến. Ba vũ thần ngẩng đầu, ưỡn ngực, đi nhanh vào nơi đây, cũng thu được một đường đạo vận, tu vi thực lực đều có tiến bộ nhảy vọt. Rất nhiều thần tử đều tới, đồng loạt đều chống lại Lăng Tiêu Thái Tử. Lăng Tiêu Thái Tử khóe mắt run run, mặc dù y là một vị thần mạnh mẽ trong số nhiều các thần tử kia, nhưng là nếu như lâm vào trong nhiều thần vây công, chỉ sợ y cũng khó có thể hài lòng. Chư vị, ta chỉ muốn cố quan tài thần ở tầng chót gốc cây ngọc thụ này. Chỉ cần các ngươi không cùng ta tranh giành, mọi người liền bình an vô sự. Nếu như ai cùng ta tranh giành, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Trong ánh mắt của Lăng Tiêu Thái Tử, sát khí bắn ra bốn phía, y lùi lại một bước, cười lạnh mà nói: Đây là điểm mấu chốt của ta. Ai nếu như chạm vào điểm mấu chốt của ta, mặc dù các ngươi người đông thế mạnh, ta cũng không thể không đại khai sát giới.
Hắn làm ra vẻ nhượng bộ, có nhiều thần tử cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở ra. Dù sao Lăng Tiêu Thái Tử vẫn là cao thủ đầu tiên trong số bọn họ, nếu như liều mạng mà nói, ai cũng không thể thu được kết quả tốt. Ta muốn cỗ quan tài binh văn kia. Ba vũ thần bước nhanh đến phía trước, ánh mắt sắc bén vô cùng quét về phía một cỗ quan tài vu tổ. Còn ta muốn cỗ quan tài nhạc lý kia. Cô gái đỉnh đầu có chiếc đàn cổ kia tiến lên mở miệng nói, ta muốn cỗ quan tài phượng văn này. Chỉ trong một lát, nhiều quan tài liền bị phần đông thần tử cùng vọt tới. Các cao thủ chia cắt xong, mọi người bước nhanh đến phía trước. Đột nhiên chỉ nghe trên ngọn cây chuyển tới một thanh âm đạm mạc. Không muốn chết, đều cút hết cho ta. Như vậy là tập 174 của chúng ta đã tạm thời kết thúc tại đây. Trước khi chào tạm biệt mọi người thì Khánh Duy xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đã giúp Khánh Duy sang kênh La Lan YouTube đăng ký và bình luận giúp Khánh Duy, nhấp theo dõi giúp Khánh Duy. Bạn nào chưa sang bên đấy thì các bạn sang để giúp Khánh Duy để kênh nhanh chóng phát triển. Tâm sự với các bạn là kênh này thì chính xác là vợ mình làm. Thì cũng gọi là động viên bài tí, cũng giúp các bài phát triển một chút. Thì các bạn sang bên đấy đăng ký giúp mình. Một phần nữa là như mình đã nói là mình đang có ý định đổi bộ thu âm. Thì hiện tại cũng còn thiếu không nhiều nữa đâu, còn một ít nữa thôi. Thì cũng nhờ các bạn hãy ủng hộ donate cho Khánh Duy bằng các hình thức ở dưới mô tả của video. Mỗi phần video mình có đã để lại bằng ngân hàng cũng được, Momo cũng được. Thì các bạn hãy ủng hộ. Khánh Duy kêu gọi các bạn hãy ủng hộ để Khánh Duy có thể sớm đổi được bộ dàn thu âm của mình phục vụ cho mọi người. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 175.